Điện thoại của Thiên. Cô Rách thì coi, Thiên Sĩ đâu rồi? Ai hả? À, cô Bác đi cùng với Thiên Sĩ lên trên hả? Anh nói chuyện gì vậy? Ai biết gì đâu. Tôi sẽ tự đi tìm Thiên. Nè, từ từ đợi một chút đã. Chúng ta đâu có thẻ quản lý đâu, lên sao được chứ? Vậy tôi đi tìm quản lý tòa nhà lấy. Tài liệu chờ tiêu hủy. Đúng rồi ha. Thời buổi bây giờ người ta lưu trữ dữ liệu trong máy tính hết. Ê, lộn xộn quá. Ui. Đúng rồi. Ê. Bát ơi là bát. Đúng là đồ điên mà. Cái gì hả? Không thấy Thiên Sĩ đâu sao? Dạ, cô Bác đưa cô ấy lên tầng trên cùng. Sau đó xuống thì không có nói là cô Thiên Sĩ đang ở đâu hết. Hết? Em làm cái gì vậy? Em đưa cô ấy đi đâu rồi? Em biết tầng này không có thẻ của hội đồng thì không thể bấm được mà. Em biết rõ chứ, nhưng mà em không nhớ đá cô ta ra tầng nào hết. Hết? Tầng mấy vậy ta? Là tầng 30 hay là tầng 40? Ấy, không biết nữa, không nhớ nổi. Thiếu Hoa, tôi xin dùng thẻ quản lý để có thể vào tất cả các tầng. Được. À đúng rồi, theo tôi chúng ta lần lượt tìm từng một, tìm từ tầng cao nhất xuống. Tôi nghĩ cô Thiên Sĩ chắc ở trên đó. Vậy đi, hai cậu cứ lên thang máy tìm từng tầng, tôi sẽ đi thang bộ lên. Dạ. Cô Bát ơi, cô đùa với tôi đó hả? Hai người không biết có nợ nần gì hay không nữa. Qua mắt chóng mặt hết à, mệt sắp chết rồi. Tầng 32 hả? Nóng quá, chịu hết nổi rồi. Thiên Sĩ, em có nói không vậy? Thiên Sĩ à, em. Ê, em có sao không vậy? Có sao không? Không sao, chỉ đau chân thôi. Em có đi nổi không đó? Để anh giúp cho. Em không sao đâu. Trời ơi, vậy mà còn nói không sao? Hơi đau chân một chút. Em không cần đi đâu. Thôi đi, mọi người ở văn phòng nhìn đó. Ngại lắm. Em có bị gì đâu mà. Thôi đi, ngồi yên đi. Bác đâu rồi? Cô ấy có hẹn rồi. Có hẹn với người bạn của anh đó. Thiên, điện thoại nè. Cảm ơn nha.
Bồng sẽ không để cho một mình Thiên ở trong thang máy nữa đâu. Không có sao đâu Bồng à, Thiên cũng có vấn đề gì đâu chứ. Hai người về làm việc đi, cứ để tôi lo cho cô ấy. Dạ sếp. Vậy thì tôi cũng ra ngoài luôn. Còn có cô Thiên sĩ ơi. Hả? Cô không cần đi bộ đâu. Nếu như cô muốn đi đâu cứ bảo với sếp, sếp sẽ bế cô tới tận nơi luôn. Trời ơi anh nói gì đó. Bỏ chân ra đi. Nè để anh xoa bóp cho. À nóng quá à. Nóng hả? Anh nghĩ chỉ cần làm ấm chân của em thôi. Nè nhưng mà việc nào làm cho em sợ tới nỗi không dám bước vào thang máy vậy? Để anh bấm cho hết luôn đi. Nếu là người khác không có ai đi bộ xuống đâu. Người ta chỉ vào trong thang máy và đợi người bấm thang cho người ta xuống thôi, chứ không có ai mà đi bộ giống như em đâu. Tôi không có thích ở một mình trong thang máy. Không thích hay là sợ? Thì cả hai luôn. Trời, thôi đi, người ta vào nhìn thấy sẽ khó coi lắm đó. Anh là giám đốc mà, buông ra đi, đi. Thì có làm sao đâu em. Anh bóp chân cho bà xã của anh thôi mà. Xin phép. Bác có làm gì em không? Thì cũng không có làm gì hết. Cũng không có chuyện gì, chỉ cãi nhau những chuyện cũ thôi. Chuyện cũ hả? Em có biết là mấy cái chuyện cũ đó nếu như em có thể buông bỏ được thì tâm hồn của em sẽ thanh thản hơn. Thanh thản làm sao được chứ, trong khi sự thật thì đang bị gia đình anh giấu giếm như vậy, đúng không? Anh nên đi làm việc thì hơn. Em ngồi nghỉ một chút đi. Hả? Thấy chưa, đến cuối cùng thì anh cũng chỉ bảo vệ em gái của anh mà thôi. Và anh cũng chỉ vì gia đình anh thôi. Là cô Bát kéo Thiên Sĩ đi đánh cho một trận rồi đó. Ừ, thật hả? Em nhìn thấy hay sao? Đâu có, em chỉ đoán thôi à. Nè, thấy anh Thí Hoa ôm Thiên Sĩ từ trên lầu xuống. Hả? Em nghĩ là chắc bị đánh ngất. Đến mức như vậy hả? Theo em thì xảy ra chuyện gì? Chắc là có chuyện từ khi ở nhà rồi, sau đó đó đem tới văn phòng thôi. Còn nếu chị muốn biết nhiều hơn á, đem đi nghe ngóng rồi về kể cho chị nghe ha. Ôi, nghe được đó, về kể nha. Thời tiết hôm nay cũng đẹp ghê ha. Còn có thời gian rảnh để hợp nhau mà buôn chuyện thiên hạ nguyên buổi. Mà cô thư ký lơ lắc đây không định đi theo đàn anh ra ngoài làm việc hả? Vì tôi thấy anh Thi Rát ngày nào cũng chăm chỉ đi ra ngoài làm lắm đó. Còn cô thư ký của anh ta thì ngày nào cũng rảnh rỗi tám chuyện khắp văn phòng luôn. Úi trời ơi, thiệt là. Chỗ của tôi vốn ở bên sếp tổng mà. Dù ngồi chơi tạo dáng cũng không có sao. Đừng ghen tị nha, cô quảng cáo chuyên nghiệp. Mọi người ơi, lắng nghe nè, chú ý nha. Nghe tôi thông báo, bên tòa nhà họ đang nhờ thông báo là vào đợt nghỉ này tòa nhà sẽ có lịch diệt mối. Ôi, mà chắc cũng không sao đâu Bồng à. Vì thực tế đằng nào mình cũng đi dã ngoại vào thứ bảy và chủ nhật tuần này mà. Chắc là không có ai vào đâu. Nhưng mà Bồng đó, có biết khách sạn chúng ta nghĩ là khách sạn nào hay chưa? Có phải đi chuẩn bị đồ tắm không? Có bể bơi hay không? Không biết. Ồ, vậy ai là người phụ trách đặt khách sạn? Tôi đây. Ủa? Khu nghỉ dưỡng của cô Alice. Nhưng mà tôi không có đi đâu. Bận việc. Hả? Rồi. Để tôi gửi toàn bộ tài liệu, danh sách cho cô xử lý. Tôi? Ừ, cảm ơn. Từ từ chờ một chút cô thư ký. Sao lại là tôi chứ? Không cho đi. Nếu Thiên Sĩ đi, anh không được đi biết không? Em yêu à, em có lý do một chút được không chứ? Nếu nhân viên trong công ty đều đi hết mà anh không đi coi sao được đi. Hả? Anh đứng đó cho em. Đừng có đến gần em đó. Kiểu gì em cũng không cho hết. Em không thích cô ta. Không thích anh gần cô ta. Em rất ghét cô ta. Được rồi, được rồi. Em yêu bình tĩnh nghe anh nói đã đi ha.
Lần này anh đi thì cũng là đi làm việc dự hội thảo đó thôi. Thành viên hội đồng quản trị mọi người ai cũng đi hết á. Nếu như anh không tham gia thì anh mất cơ hội thể hiện đó. Vậy thì cùng đi. Em yêu đi cùng làm sao được. Em có hẹn đi khám bác sĩ rồi mà. Về chuyện đó hả? Hôm nay em đi gặp rồi đó. Vậy em hứa em không lấy đồ của ai nữa đâu. Anh không phải lo lắng đâu. Không biết, kiểu gì em cũng phải đi cùng. Công chúa, em đừng có vô lý như vậy. Em yêu đang có em bé nữa mà, sao em đi cùng được đi? Có em bé thôi, đâu phải là tàn phế. Dù có tàn phế em cũng đi được. Không biết đâu, kiểu gì em cũng đi cùng. Công chúa à. Nè, hôm nay anh sang phòng khác mà ngủ đi. Hồi quá đi mất. Em yêu kêu anh sang phòng khác ngủ sao được đi. Phòng khác toàn là bụi bẩn, giúp việc đã vệ sinh đâu hả? Không biết đâu. Anh sẽ ở đây ngủ với vợ yêu của anh. Ấy, à hả? Anh nè, lại đi. À, bỏ ra. Làm sao vậy em yêu? Sao nè, vậy chứ? Nè. Vậy anh ngủ ở sofa đi, qua đó đi. Sao tự nhiên em yêu hắt hủi anh như vậy hả? Ấy, người chồng của em hôi quá đi. Ấy, đi xuống ngay cho em. Gì vậy em yêu? Xuống đi. Thôi được, anh xuống. Thôi mà. Gì vậy? Còn ngán như vậy nữa chứ. Người... Người anh hôi hả? Chào mọi người. Xin chào mọi người. Mọi người sau khi nhận thẻ nhận phòng rồi thì có 20 phút rửa mặt mũi chân tay. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở phòng tổ chức hội nghị ở khu vực bên kia. Chúng ta thống nhất như vậy nha. Xin chào anh Thí Hoa. Xin chào em. Sao rồi anh? Anh thấy hài lòng không hả? Cũng tốt lắm. Em đưa anh đi xem nha. Ờ, được. Đi thôi. Mọi người nhớ đó. Nè. Cảm ơn nha. Đi rửa mặt đi. Xin nè. Cảm ơn. Nè, cầm đi. Xin lỗi em. Sao vậy Thanh á chị? Vậy hả? Nếu mẹ của anh chưa khỏe thì cứ ở nhà chăm sóc cho bác ấy đi cũng được. Không cần phải lo. Chuyện ở đây tôi sẽ giao hết cho Nát Tha và Bồng xử lý. Không cần lo. Xin chào. Được rồi, không cần lo. Hẹn gặp lại ở văn phòng nha. Không sao đâu. Được rồi. Nè, cầm, chìa khóa phòng đó. Cảm ơn em. Nè, mọi người vào trong chuẩn bị đi. 20 phút thôi đó. Làm gì kìa em... Tranh thủ đi nha. Cho anh nắm tay một chút đi. Nè, chứ không những gì nhìn thấy đi. Lại nói vợ chồng mình không tình cảm đó. Trời, nhanh lên một lát. Vậy thì sao không vừa đi đường vừa hôn cho người ta xem luôn đi. Hả? Được nha. Hai vali cứ để đây đi. Một chút tôi sẽ đem lên. Em thích thì em chịu luôn đó. Thôi khỏi. Gì sợ. Trời trời. Nè, cảm ơn nhiều nha. Chờ anh đi chung với. Cô Trắc con ơi. Thẻ của cô đây. Cho tôi phòng rộng nhất. Chúng ta đặt phòng rộng như nhau hết đó. Vậy lấy cho tôi hai phòng sát nhau. Có ngay đây. Hai phòng sát nhau của cô đây. Dạ không được gần với cô ta. Không là tôi đuổi cô đó. Không gần. Nếu vậy cô đợi tôi một chút, tôi đi đổi cho cô nha. Nhanh lên. Được. Ơi, nhìn gì? Thì nhìn xem biển ở hướng nào. Lát nữa mình đi dạo biển đi. Cùng nhau đi dạo ha. Em vẫn thấy hôi hả? Cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn cô. Dạ. Phòng tắm không có khóa lại được. Phải đó em. Phòng tắm không khóa được. Khách sạn thiết kế phòng đẹp ghê ha. Phòng cho trăng mật. Ôi, phòng như vậy làm sao tôi làm việc riêng cho được đây? Phòng thì không khóa được, làm gì cũng không thoải mái, không thể nào tập trung được. Em mà, anh thấy có còn sao đâu chứ. Hai chúng ta là vợ chồng mà, nhìn một chút có sao đâu hả? Sao mà không làm sao? Có sao? Nè, còn bước lại đây nữa hả? Đừng. Muốn thôi không? Mà tôi tạc vô được mặt rồi. Anh bây giờ đó. Anh không vào cũng được. Vậy thì em cứ làm việc riêng đi ha. Anh ra ngoài bơi một chút đi, được không? Người gì đâu mà lằng nhằng quá đi. Chưa đi nữa hả? Chạy ra ngoài đi, đi ra ngoài đi. Anh vào lấy túi, lấy đồ bơi. Lấy mau đi. Lấy rồi, cầm đồ bơi đi đi.
anh còn muốn cái gì nữa hay sao? Nhanh đi, tôi còn tắm nữa. Lôi thôi thật. Cô bị làm sao vậy? Đồ. Chỉ đơn giản là duyên phận thôi. Duyên phận hả? Duyên thế nào mà phận được vậy? Đối với Alice, chính chúng ta quyết định số phận của mình. Làm sao vậy? Cô có sao không? Gieo người xuống nước ngất đi cũng được lắm đó. Đợi một chút để tôi hô hấp nhân tạo cho cô nha. Nè, tôi không cần đâu. Đi đâu vậy? Chưa kịp hô hấp nhân tạo mà. Biết ngay là giở trò mà. Mà anh không giúp thì không được. Cảm ơn em. Nè anh à, sắp tới giờ rồi đó. Đi đi, đi tắm đi rồi thay đồ. Tuân lệnh, bà xã của anh. Ghê không? Nhìn mặt thấy ghét chứ. Thiên à, anh làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi Thiên. Thì chỉ đến để hỏi xem Thiên có ổn hay không thôi. Mấy hôm trước Mát hại em không phải hả? Cô ấy có làm gì em không? Anh không cần phải giả mẹo khóc chuột. Dù có như vậy cũng không làm anh tử tế được hơn đâu. Và lần sau đừng có lén lút nói chuyện với tôi như vậy nữa nghe chưa. Bởi vì chồng của tôi, anh ấy không thích như vậy đâu. Chồng Thiên hả? Anh biết Thiên kết hôn là để trả thù anh thôi. Thật luôn hả? Không phải vậy chứ. Tôi và anh Thiết Hoa yêu nhau thật lòng đó. Yêu nhau thật lòng sao? Nhưng mà anh thấy hai người không có tình cảm gì. Tôi không có dễ dãi giống như là cô Bác đâu, hiểu chưa? Đừng có thể hiện tình cảm khắp mọi lúc mọi nơi.
tôi ghê lắm. Phải, Phát yêu anh nhiều. Bởi vì cô ấy yêu anh như vậy nên anh mới biết. Từ khi Thiên chuyển vào, anh biết Thiên sẽ gặp chuyện gì. Cô ấy có làm gì Thiên hay không? Tôi không cần anh lo. Người như tôi da dày, thịt béo mà. Xe tông còn chưa chết được. Và tôi cũng không dễ dàng bị chết khi chưa thấy bác phải vào tù đâu. Thiên, xin chào, xin chào. Gặp được anh Thi Rát và cô Thiên Sĩ ở đây rồi. Hoạt động của chúng ta sắp bắt đầu rồi đó. Trước đó đã bị trễ do trời mưa, mất 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì sẵn sàng ở phòng sinh hoạt rồi. Mời anh Thi Rát vào, mời anh. Mời anh đi. Đi lối này rẽ trái một chút là đến nơi luôn. Anh đi ngay đi. Xin mời anh. Đây anh đi đi cho. Đúng rồi. Anh ta làm gì Thiên vậy? Người như anh ta thì làm gì được Thiên chứ. Ôi, đến giờ chơi trò chơi rồi, đi thôi. Đi nhanh lên. Nếu mọi người đã hiểu rồi thì còn đợi gì nữa. À, nhanh lên nào, nhanh lên, nhanh chân lên. Bây giờ tới, gấp đôi lại. Gấp đôi lên, 2, 3, gấp. À, nhanh lên, lẹ lên, lẹ lên. Gấp đôi lại tiếp. À, gấp đôi nha. Gấp đôi lại nào, gấp đôi lại. À, nhanh lên. Đấy, gấp đôi bị loại rồi, thua rồi, thua rồi, thua rồi. À, nè, 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 nè. Nè. Bé lên đi, bé coi ngoài, chân không được ra. À, được rồi, được rồi, bé lên đi. Phạm Quy nha, chút nha, không được nha. Chân không được ngoài. Nè, nè, nè. Rồi, cặp đôi thắng cuộc trong trò chơi này là anh Thiết Hoa và cô Thiết Sĩ. Chúc mừng nha. Sau đây mời mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi tiếp theo. Chơi vui thôi mà, cô Bác. Xin lỗi cô nha. Không có sao hết. Còn nếu ôm người bên đó thì đánh chết. Thôi, thôi mà Thiên, Thiên, bỏ đi, Thiên. À vậy. Ăn gì cũng thấy không ngon hết. Em, có muốn ăn chút thịt nướng không? Củ bồng đưa đây. Để tôi ăn cho, ngay và luôn. Nhanh 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 lại đây. Ngồi xuống đi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Công chúa ơi, ăn thịt nướng hay không? Ghê. Không ăn nữa đâu chồng yêu. Hồi quá. Vậy cô Alice có ăn thêm nữa không? Cũng được đó. Cảm ơn anh nhiều. Alice à, nghe nói là cô chịu chơi đến ngã xuống nước luôn. Anh Thí Hoa vẫn không quan tâm hả? Thì là vậy đó. Không biết anh của cô trúng bùa gì mà sao lại mê cô ta tới như vậy. Thịt dâng đến tận miệng còn không ăn. Chắc là giở trò quyến rũ đàn ông chứ gì. Đến bao giờ mới chết đi cho khuất mắt không biết. Em yêu. Nếu như cô muốn trừ khử cô ta thì cứ nói tôi biết, tôi sẽ giúp hết mình. Kẻ thù của cô cũng là kẻ thù của tôi. Cảm ơn cô. Cục cưng, em buồn ngủ rồi. Buồn ngủ rồi sao? Sao người lại nóng như vậy? Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi ha. Đi thôi. Nào. Nhớ chăm sóc chồng cho tôi đó. Được rồi, cứ để tôi chăm sóc đặc biệt cho. Đi nào em. Mọi người ơi, tôi xin phép đưa Phát về phòng nghỉ ngơi trước nha. Em về phòng ngủ trước để anh qua. Chúc em ngủ ngon. Phục vụ. Dạ, cô cần gì? Nhớ đem thuốc hạ sốt lên phòng cho cô ấy đó, nhớ chưa? Em dạ được. Thuốc nè em. Giỏi quá. Uống thuốc rồi thì đi ngủ sớm nghe chưa. Bây giờ anh ra ngoài chơi với mọi người thêm nửa tiếng rồi về ngủ ha. Nhà em yêu ha. Ngủ phòng đó đó. Thì anh ngủ ở phòng đó mà. Kêu anh ngủ ở phòng nào nữa đi. Ngủ phòng này có được hay không? Nè, không được chơi khuya quá đâu. Tuân lệnh bà xã.
phòng của Alice ở đây nè. Mời cô. Tới nơi rồi, phòng của Alice. Cô vào đi. Nhưng bác kêu Alice chăm sóc cho chồng của bác mà. Vậy cuối cùng thì ai chăm sóc cho ai đi? Đây, để tôi giúp cho. Mời cô. Cô quên lấy thẻ phòng rồi. Chúc ngủ ngon. Chúc cô ngủ ngon. Alice, đừng vậy mà Alice. Để tôi đi. Bác đã ngay phòng bên cạnh đó. Buông ra. Buông ra đi. Giờ chắc vợ của anh cũng ngủ rồi đó. Vậy đêm nay để Alice chăm sóc anh thay bác đi nha. Tôi nghĩ mình đừng như vậy thì hơn. Đừng là không muốn, hay là đừng dừng lại.